Trưa 1 tháng 7, ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết đang xác minh làm rõ vụ việc liên quan đến hai nghệ sĩ Việt Nam bị bắt ở Tây Ban Nha vì cáo buộc hiếp dâm. Khi có kết quả xác minh, Thanh tra Bộ sẽ phát thông báo. Trước đó, nhiều tờ báo của Anh và Tây Ban Nha đưa tin một cô gái 17 tuổi người Anh đã bị hai người đàn ông được cho là một diễn viên và một nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam cưỡng hiếp tại khách sạn trên đảo Mallorca. Cô gái 17 tuổi nói với cảnh sát rằng mình bị tấn công tại khách sạn ở Andratx, phía tây nam hòn đảo. Trước đó, cô gặp các nghệ sĩ ở một nhà hàng gần đó và giao lưu uống rượu với họ. Cô gái đã được các bác sĩ tại bệnh viện ở thủ đô Palma của Mallorca kiểm tra sức khỏe trước khi đưa ra thông tin cho cảnh sát. Hai công dân Việt Nam trên đã bị bắt vào đầu giờ sáng 25 tháng 6 và cuộc điều tra đang được tiến hành. Ở một động thái khác, sáng nay 1 tháng 7, Đài truyền hình Việt Nam đang yêu cầu các đơn vị trong đài rà soát các chương trình sản xuất, giám sát sản xuất liên quan đến hai nghệ sĩ Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh trên sóng VTV. Được biết, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng đang có chuyến công tác kết hợp nghỉ dưỡng tại châu Âu. Cả hai liên tục chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt đẹp khi đến Italia, Tây Ban Nha. Trong video livestream gần nhất được đăng vào ngày 24 tháng 6, Hồ Hoài Anh cho biết anh đang có mặt tại một sân golf trên đảo Mallorca, Tây Ban Nha cùng với diễn viên Hồng Đăng. Cặp nghệ sĩ thể hiện niềm vui, sự háo hức khi được trải nghiệm những điều mới mẻ ở đây.